Phần 4. Mỗi khi vào dinh gặp Tổng thống, Huỳnh Văn Cao thường nói về nhà thờ này, nhà thờ nọ, hoặc nằm mộng thấy Chúa hiện ra. Và sau những trận hành quân, tướng Huỳnh Văn Cao đều tìm một nhà thờ gần nhất để tạ ơn. Cố nhiên, những cha xứ ở vùng 4 đều cho Đức Cha Thục biết việc làm của ông. Chủ đích của tướng Huỳnh Văn Cao là làm thế nào cho Tổng thống Diệm để ý đến mình. Vì như thế, ông Tổng thống Diệm yêu thương ông nhất trong hàng tướng. Vì thế, đảo chánh ngày 1 tháng 11 63 bùng nổ. Tổng thống Diệm ở giờ phút cuối cùng vẫn tin tưởng tướng Huỳnh Văn Cao đem quân về lật ngược thế cờ. Riêng về tướng Huỳnh Văn Cao trung thành với Tổng thống Diệm thật sự. Quân đoàn 4 trên đường về thủ đô giải phóng nhưng bị quân đảo chánh đã chặn nút. Tướng Huỳnh Văn Cao bị quản thúc theo lệnh của đại tá Nguyễn Hữu Có. Trước giờ đảo chánh, Đức Cha Ngô Đình Thục thương yêu chứa chấp một số người ăn hại, phá hoại cuộc đời tu hành của Đức Cha, đã nhúng tay vào những vụ kinh tài mà đáng lẽ một người tu hành không cho phép. Họ đã lợi dụng Đức Cha, cổ suý, gây quỹ nhà thờ, chấn chỉnh phong trào nọ, họ xứ phong trào kia. Đức Cha quá chân thật nghe những lời mật ngọt, những lời đạo đức giả. Đức Cha quá nhầm người, dễ tin người để trở thành cái đinh, chướng mắt với quần chúng. Đứng trên phương diện gây uy tín cho Tổng thống Diệm, tôi oán trách Đức Cha nhiều lắm. Còn hướng về lãnh vực cá nhân, tôi quý mến, kính trọng Đức Cha vì ông là anh của Tổng thống Diệm. Một Đức Cha hướng dẫn hàng vạn cho con chiên, một người có danh tiếng trong hàng giáo phẩm Việt Nam. Nhờ cộng đồng Thiên Chúa Giáo họp ở Vatican, Đức Cha đã thoát ra ngoài một cuộc đảo chánh có tính cách trừng trị phục hận. Giờ đây ở phương trời nào đó, tôi tin tưởng Đức Cha hối hận một phần nào. Dù trong bóng tối âm thầm, dù vô tình hay hữu ý, Đức Cha phải gánh nặng tinh thần trong cái chết oan uổng tức tối của Tổng thống Diệm. Mất thăng bằng cán cân dị đồng tôn giáo ở xứ này mà Phật giáo chiếm đa số, Đức Cha Ngô Đình Thục quan trọng hóa những cuộc treo cờ, dựng cổng chào trong ngày lễ Phật đản tại cố đô Huế, nơi đầy rẫy chùa chiền, dân chúng phần đông ăn chay nằm đất với đấng Tam Bảo. Phật tử cảm thấy bị tù túng bởi những người Thiên Chúa Giáo đứng sau lưng Tổng thống Diệm. Những đệ tử trung thành của Đức Cha Thục, cậu Cẩn, như tên trùm công an Hoát, tối ngày vào trình ra bẩm báo cáo phúc trình. Nhưng đến khi ra ngoài thì hống hách với dân chúng, nói chuyện với bạn bè luôn luôn xưng là người của cậu, của Đức Cha. Sau đảo chánh 1 tháng 11 63, Ủy ban điều tra gia sản gia đình họ Ngô cho biết gia tài của Đức Cha Ngô Đình Thục lên tới mấy tỷ bạc. Tôi tin chắc đó không phải là sự thật dưới ánh mặt trời. Nếu nói Đức Cha Thục kinh tài cho cá nhân Đức Cha lại là một điều khó tin nữa. Gia đình họ Ngô là một gia đình khoa bảng, quan tước, tiếng tăm giàu có. Riêng bà Cả Lễ đã nổi tiếng ở đất Thần Kinh về gia tài to lớn. Sự giàu có này có từ trước khi Tổng thống Diệm lên làm Thủ tướng 1954. Đức Cha Thục cần gì phải kinh tài nữa. Một mình cậu Cẩn, bao thầu quế ở Quảng Ngãi, building ở Quy Nhơn, Nha Trang cũng đủ dâng hiến cho Đức Cha số tiền lớn rồi. Tuy nhiên, phải công nhận rằng Đức Cha có làm kinh tài. Nhưng đó chỉ là danh nghĩa để bọn nịnh hót mượn lốt Đức Cha thao túng. Ví dụ như vụ gạo lậu Ung Bảo Toàn, người ta phao đồn có bàn tay bí mật của Đức Cha nhúng vào và cậu Cẩn là người chủ chốt. Thế mà Ung Bảo Toàn bị tù oan, Đức Cha và cậu Cẩn chạy tội khi vụ này đến tai Tổng thống Diệm và phơi bày ra ánh sáng, vụ gạo lậu này xôn xao nhất về kinh tế dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Khi xảy ra vụ này là thời gian miền Trung thiếu gạo, lợi dụng cơ hội này, nhà buôn Ung Bảo Toàn thuê tàu thủy chở gạo ra Trung, viện lẽ tiếp tế cho đồng bào ngoài ấy. Số gạo chở ra hàng ngàn tấn và không theo quy chế quan thuế, không khai báo cho nhà chức trách. Tàu chở gạo lại chạy ngoài hải phận Việt Nam. Do đó, tư lệnh vùng Duyên Hải Nha Trang, trục kiểm soát giang thuyền miền Trung, không biết một mảy may nào cả. Tổng thống Diệm khiển trách, thuyên chuyển một số lớn quân cán chính cao cấp trong những vùng tàu ghe gạo đã đi qua. Kết quả vụ gạo lậu này là kết tội Ung Bảo Toàn chở thực phẩm ra cửa Tùng, Quảng Trị bán cho Việt Cộng và bị phạt tù khổ sai. Những vụ kinh tài như thế, kết quả như thế nào không nói đến. Tác dụng tai hại giữa dân chúng đối với vị lãnh đạo quốc gia. Thời gian xảy ra vụ gạo này là giai đoạn đang trên đường đi lên của chế độ. Mặc dầu dân chúng, nhất là dân những tỉnh giáp vĩ tuyến 17,
ủng hộ tích cực Tổng thống Diệm. Họ lấy làm thắc mắc vụ án gạo Ung Bảo Toàn và tự hỏi đâu là sự thật. Vụ gạo miền Trung chóng quên lãng là nhờ uy tín của chế độ. Thời gian vàng son của Tổng thống Diệm trấn an được lòng dân sau 8 năm khắc khoải chiến tranh. Và người ta nghĩ rằng Tổng thống Diệm đã đặt quyền lợi quốc gia trên hết, dám đưa ra tòa một vụ án trong bóng tối có bàn tay của Đức Cha Thục với cậu Cẩn. Không vì quá kính trọng Đức Cha Thục mà Tổng thống Diệm quên mất nhiệm vụ của một vị nguyên thủ quốc gia. Tôi còn nhớ một chuyến kinh lý của Tổng thống Diệm ở Vĩnh Bình. Trong phái đoàn tháp tùng với Tổng thống, ngoài các bộ trưởng, còn có sự hiện diện của Đức Cha Ngô Đình Thục nữa. Khi máy bay sửa soạn đáp xuống phi trường Vĩnh Bình, Tổng thống Diệm nhìn qua cửa sổ, thấy cờ Công giáo treo rợp trời. Đức Cha Thục nhìn Tổng thống cười rồi nói: "Ông Tĩnh và các sứ họ đông quá hè." Tổng thống Diệm nhìn Đức Cha không đáp lại. Ông xoay mặt nhìn về phía ông Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Đình Thuần, hầm hầm khó chịu. "Tôi đã quen thuộc với vẻ mặt ấy rồi. Tổng thống đang tức tối một điều gì? Ông đang hậm hực chưa nói đến, làm cho ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần lo âu. Vì ông cụ đang nhìn ông ta, máy bay trượt trên phi đạo, mọi người sửa soạn, đứng dậy đón chào. Bỗng mọi người ngơ ngác trong lo âu đưa mắt nhìn Tổng thống Diệm. Ông cụ tức giận cầm chiếc ba toang nện xuống sàn máy bay. Ai cũng nhận thấy Tổng thống tức giận đến cực độ. Cơn thịnh nộ bất thần làm cho các bộ trưởng, Đức Cha Thục không biết nguyên cớ gì. Tổng thống Diệm gắt gỏng: "Đã nói là đừng có treo cờ Công giáo. Thằng Tĩnh Ni nói nó không nghe, nói nó dẹp hết, treo cờ Việt Nam lên mau." Tổng thống Diệm nói lớn trong máy bay như ra lệnh cho hầu hết đoàn tháp tùng phải toan tính lấy. Ông Nguyễn Đình Thuần nháy mắt với tôi liền đến gần bên. Ông Thuần nói nhỏ với tôi: "Ông cụ giận vì cờ Công giáo treo ngập phi trường. Lát nữa anh cố gắng rỉ tai với ông tỉnh trưởng dẹp bớt và nói với ông cụ việc treo cờ là do cha xứ tổ chức." Tôi đáp lại lời ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần: "Ông cụ đã giận thì tôi phải theo sát, thì giờ đâu nó mà gặp tỉnh trưởng, lỡ mà cụ gọi tôi là chết luôn á." Tôi vừa dứt câu, máy bay dừng hẳn, khung cửa mở rộng. Mọi người đứng dậy hai bên, nhường lối cho Tổng thống bước xuống, nhưng Tổng thống Diệm vẫn ngồi yên trên ghế bành. Nhân viên phi hành ở trong cabin ngơ ngác, ngoái đầu nhìn về phía Tổng thống, mà không biết chuyện gì đã xảy ra mà ông cụ không rời phi cơ. Theo luật lệ máy bay chở Tổng thống đi kinh lý, nhân viên phi hành không được đóng cửa phòng điều khiển. Đó là phương pháp để điều động an ninh mỗi khi phi công có hành động mờ ám, phản bội vị nguyên thủ quốc gia. Đây là lần đầu tiên phi hành đoàn riêng của Tổng thống Diệm ngạc nhiên về hành động của ông. Những chuyến đi kinh lý như thế này, máy bay chưa dừng bánh, Tổng thống như hối hả chuẩn bị bước xuống phi cơ. Tổng thống Diệm bề ngoài thấy nặng nề, nhưng ông rất nhanh nhẹn, lắm lúc phái đoàn không theo kịp. Mỗi khi rời khỏi ghế đứng dậy là Tổng thống thoăn thoắt bước nhanh. Nhiều người muốn bén gót, phải chạy theo mới được. Ai cũng biết Tổng thống Diệm đi chân chữ bát, lối đi đứng này xấu lắm. Có lẽ hễ con người nào có tội này thì trời phú cho cái đi nhanh để xóa bỏ cái xấu khi mà người khác nhìn vào. Tổng thống Diệm ở trong trường hợp này. Cho nên bận này Tổng thống Diệm không phô bày cái thoăn thoắt như những chuyến đi thường lệ, làm cho nhân viên phi hành ngạc nhiên là phải. Tôi vẫn đứng lì bên cạnh Tổng thống để đợi chờ cơn tức giận của ông trút lên đầu. Nhưng Tổng thống cứ yên lặng lầm lì mãi. Tôi đưa mắt qua khung cảnh máy bay nhỏ bé. Đoàn quân nhạc vận phục trắng phau, chuẩn bị kèn trống chào Tổng thống cứ chuẩn bị mãi. Tổng thống Diệm cứ nện ba toang đều đều trên sàn phi cơ, mỗi lúc một mạnh hơn. Tất cả ai ai cũng hiểu Tổng thống giận vì cờ Công giáo treo quá nhiều. Tổng thống không bằng lòng như thế. Ngoại giao đoàn sẽ cho rằng Tổng thống luôn luôn lấy Công giáo làm hậu thuẫn và Tổng thống thiên nặng về Công giáo ở đất nước này. Tôi liếc qua Đức Cha Ngô Đình Thục. Đức Cha có vẻ hơi buồn về thái độ của Tổng thống Diệm. Riêng về Tổng thống Diệm, không phải vì có mặt Đức Cha, người Anh mà Tổng thống kính trọng mà không dám phản đối sự lố lăng treo cờ Công giáo như thế. Tổng thống Diệm quay sang nói với Đức Cha: "Đã bảo có đón tiếp thì treo cờ quốc gia, không thì thôi, đi đâu cũng Công giáo. Đức Cha coi nó làm rứa sao được. Ngoại giao đoàn họ nghĩ như ri thì thể thống quốc gia còn chi nữa. Thằng tỉnh trưởng dốt, dạy không được." Đức Cha Ngô Đình Thục nhếch mép cười gượng trả lời: "Có chi mà khó, bảo dẹp." Trong khi đó, ngoại giao đoàn đã lũ lượt xuống phi cơ đứng hàng dài trước khán đài danh dự, chờ đợi đón tiếp Tổng thống. Ông tỉnh trưởng Vĩnh Bình quính lên: "Chuyến này chắc mất chức."
Ông ta vội hỏi ý kiến đức cha. Đức cha xuống máy bay nói một vài lời với ông tỉnh trưởng. Thế là một lát sau, cờ công giáo hạ xuống một phần, thay thế vào cờ Việt Nam. Lúc đó tổng thống mới chịu rời phi cơ, tiến vào khán đài danh dự bắt tay mọi người. Dàn nhạc thổi kèn vang lên. Tôi cầm cặp, mang máy hình, khệnh khạng với số tiền hơn 3 triệu bạc bỏ trong túi áo, túi quần theo sau tổng thống. Tôi cảm thấy lạ lùng trong chuyến đi này, một hành động tỏ vẻ bất cần công giáo và đức cha thục của tổng thống. Tôi phân tích ra rằng, dù kính trọng đức cha, không lúc nào làm buồn phiền đức cha. Tổng thống Diệm luôn luôn là người trung trực, dám phơi bày với đức cha những lố lăng của đám người, thấy tổng thống mộ đạo mà dựa vào đó để nịnh hót. Tổng thống Diệm là người giỏi về hành chánh, ông đã ở Vĩnh Long một thời gian khá dài, và đối với Vĩnh Bình, tổng thống biết khá nhiều về đời sống tôn giáo ở tỉnh này. Vĩnh Bình, dân chúng đa số đạo Phật, nhiều người Việt gốc Miên, sư sãi đạo Phật ở tỉnh rất đáng kể. Ngoài ra ngoại giao đoàn, họ cũng rất thông thạo việc này. Không có một lý do nào một tổng thống công giáo đến tỉnh mà cờ công giáo lại nhiều đến thế. Cái lố bịch tổ chức như thế giữa quần chúng Phật giáo quả là một trò hề vậy. Tôi nghĩ ông tỉnh trưởng cho rằng làm như thế chắc được tổng thống khen thưởng, nhưng mọi việc đều trái ngược lại. Sau đó ít lâu tôi được biết sự tổ chức này là do đức cha dạy ông tỉnh trưởng. Tôi là người theo đạo Phật, phục vụ cho một tổng thống Thiên Chúa giáo. Tôi không lấy đó làm bờ tường kiên cố ngăn cách. Tổng thống không bao giờ phân biệt hoặc là thiên vị giữa các tùy viên công giáo và đạo Phật để tín nhiệm. Bốn sĩ quan tùy viên đều hưởng quy chế như nhau, không một ai hưởng ân huệ riêng biệt nào. Đáng ra tôi không nên viết nhiều về gia đình tiếng tăm họ Ngô và nhất là vị tổng thống quá vãng Ngô Đình Diệm. Nhưng càng thấy chính trị đổi thay, tranh giành chức tước, quyền lợi hỗn độn liên tiếp, tôi không thể quên đi hình bóng tổng thống Ngô Đình Diệm. Dù rằng ông Ngô Đình Nhu kiêu căng và bà Ngô Đình Nhu kinh tài, ông Ngô Đình Cẩn thao túng miền Trung, ông Ngô Đình Luyện đại sứ nhảy dù, cuối cùng đức cha Ngô Đình Thục bị dư luận dị nghị. Chế độ Ngô Đình Diệm vẫn hiển hách một thời. Tôi, một trong hàng triệu người di cư, quê cha đất tổ bên kia bờ sông Bến Hải, trong năm 1955 tôi đã từng xin giấy ủy hội quốc tế vượt sông Bến Hải để đưa gia đình vào Nam. Lúc này tôi đang học năm cuối ở trường Khải Định Huế. Tôi về quê cũ, ra thăm Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Cảnh vật ở đây sau 8 năm chiến tranh điêu tàn vô cùng. Khi đến Nghệ An tôi xúc động lắm, vì ở đó là nơi tôi học lớp vỡ lòng đầu tiên, giai đoạn ba tôi làm việc ở tòa sứ tỉnh này. Tôi hiểu được mức sống khổ cực của quê hương và những tỉnh địa đầu trung phần. Tôi khuyên nhủ mẹ tôi cùng mấy em nên vào Nam. Mẹ tôi bảo, ba tôi và tôi đã ở Huế rồi, 2 năm sau tổng tuyển cử sẽ sum vầy trở lại. Đi rồi về cũng thế thôi. Cuối cùng tôi đề nghị cho tôi mang theo 2 thằng em trai. Vì chúng nó ở lại với đời sống này, mẹ nuôi không nổi đâu. Mẹ tôi đồng ý. Đồng ý để mà khóc trong sự chia ly sắp đến. Cho đến bây giờ tôi còn xúc động mãnh liệt kỷ niệm đau buồn đó. Tôi có người chị cả đi kháng chiến. Lúc tôi trở lại Đồng Hới, Quảng Bình năm 1955, chị tôi là một cán bộ giáo dục dạy trường cấp 1 huyện Quỳnh Đôi, tỉnh Nghệ An. Tôi đến Nghệ An bằng xe đạp từ Quảng Bình ra. Sau 9 năm xa cách, chị em gặp nhau mừng tuổi, ở lại Quỳnh Đôi một ngày. Chị tôi xin phép nghỉ dạy 3 hôm. Hai chị em trở về thị xã Vinh, Nghệ An. Sau 3 ngày, tôi từ giã về Đồng Hới. Trong những ngày gặp lại chị tôi không đả động đến dự định trở vào Nam. Nếu không giấu kín, chị tôi sẽ ngăn cản, vì tôi biết chị tôi ngày nay không phải như ngày xưa. Tôi chỉ nói xa xôi, chắc chuyến này về khó gặp lại chị nữa. Chị tôi ngạc nhiên, trố mắt nhìn. Tôi sợ chị ấy nghi ngờ, liền vội tiếp. Chị có chồng thì không gặp nữa. Chị tôi mỉm cười thật duyên. Tôi đánh đúng tâm lý, vì gia đình tôi chỉ có một mình chị ấy là con gái. Ai cũng muốn chị tôi ở với gia đình một thời gian nữa. Về đến Đồng Hới, tôi bàn lại với mẹ tôi một lần nữa để đưa 2 em tôi vào Nam. Thế là tôi chuẩn bị lên đường cùng 2 đứa em trai. Bà con xóm giềng không ai biết một tí nào. Duy chỉ bà nội tôi được rõ câu chuyện chúng tôi ra đi. Giấy ủy hội quốc tế đình chiến giá trị trong 3 tháng. Trong đó ghi lý do tôi ra Bắc đưa gia đình vào Nam. Tôi đáp xe đò đi Do Linh rất sớm. Từ đấy tôi không gặp lại người mẹ thân yêu nữa. 3 anh em tôi ở Huế một thời gian ăn học,
Sau đó tôi đầu quân học võ bị Đà Lạt khóa 12. Tôi viết lại chi tiết nhỏ nhặt về đời tôi, gia đình là muốn nói lên sự tin tưởng ở Thủ tướng Ngô Đình Diệm 1954, động cơ đã thúc đẩy tôi nên tìm mảnh đất miền Nam làm nghiệp sống. Hơn nữa, tôi muốn nói lên rằng Tổng thống Diệm biết rõ tôi có mẹ ở Bắc, chị là cán bộ Cộng sản. Tổng thống Diệm không lấy việc này làm nghi ngờ, trái lại còn tin dùng. Bằng chứng tôi là người duy nhất được vinh dự theo bước chân cuối cùng định mệnh của Tổng thống. Tôi luôn luôn tin tưởng rằng Tổng thống của tôi đã ra người thiên cổ. Dư âm thời gian vẫn vọng vào tâm hồn những lúc cầm cặp, cầm nón, cầm ba tong cho Tổng thống đi kinh lý khắp nơi. Tôi lắng nghe tiếng chuông Tổng thống bấm mỗi khi cần gặp sĩ quan tùy viên ở Dinh Độc Lập và Dinh Gia Long. Nhớ lại mà thương xót mà não lòng. Thời gian có xóa mờ hình bóng đó được chăng? Về với không quân, dù không lấy gì làm lạc lõng, nhưng tinh thần tôi trống rỗng, một thứ man mác buồn không tài nào diễn tả được. Tôi đâm ra bi quan và mất tin tưởng cuộc sống. Sự làm việc trên cõi đời này, nhất là danh vọng phù phiếm. Tổng thống Diệm là bài học vĩ đại nhất trong lịch sử và ngay cho đời tôi sau này. Trở lại vấn đề Tổng thống Diệm và đức cha Ngô Đình Thục. Như trên đã nói, Tổng thống rất kính nể đức cha. Ngày còn ở Dinh Độc Lập cũng như khi chuyển qua Dinh Gia Long, Tổng thống Diệm bao giờ cũng dành một phòng riêng cho đức cha Thục. Ngày còn ở Dinh Độc Lập, đức cha Thục được dành riêng một phòng gần gác thượng. Vì một số phòng bên cạnh đang tu bổ, lỡ dở, Tổng thống Diệm dự định dọn qua gần đức cha, nhưng dự định này tiêu tan sau vụ ném bom của phi công Phạm Phú Quốc. Trái bom đã phá một phần gác thượng, nhưng phòng ngủ của đức cha không hư hại gì cả. Còn một trái khác rơi vào bên trong không nổ, nằm giữa nền nhà phân chia phòng ngủ của Tổng thống và gia đình ông Ngô Đình Nhu. Đến khi qua Dinh Gia Long, phòng ngủ của đức cha sát với văn phòng ông Ngô Đình Nhu. Phòng ngủ của đức cha dù ở Dinh Độc Lập hay Dinh Gia Long đều gần nhà nguyện. Đời sống đức cha Thục dường như theo đuổi Tổng thống Diệm. Đức cha ở Vĩnh Long hay ở Huế thỉnh thoảng vào Sài Gòn, Tổng thống Diệm phải đối xử đức cha một cách riêng biệt, một niềm kính trọng, vô hình, chưa từng thấy ở vai trò người em đối với anh mình. Có nhiều vấn đề Tổng thống Diệm một mực cương quyết độc đoán, không một ai lay chuyển được. Ông Ngô Đình Nhu trở thành một thứ cố vấn bù nhìn. Chú Nhu nổi giận ông, anh phải cầu cứu đến đức cha. Đức cha khuất phục được Tổng thống Diệm qua những lời lẽ rất ngắn, rất đạo đức. Tổng thống Diệm ngã lòng và còn cho là hữu lý nữa. Ví dụ như chuyện ông tỉnh trưởng Phước Tuy đáng ra bị cách chức trong 24 tiếng đồng hồ. Chuyện này buồn cười vô cùng, nhưng đối với Tổng thống Diệm quan trọng không thể tả được. Trong một chuyến kinh lý ở tỉnh này, sau khi kiểm soát ở tỉnh, Tổng thống Diệm đi xem xét một vùng đánh cá. Tổng thống rất bằng lòng, cao hứng thấy ngọn núi trước mặt. Tổng thống bảo ông tỉnh trưởng hướng đạo đến thăm dân cư vùng này. Ông tỉnh trưởng dẫn đường về phía Long Hải. Không biết ông tỉnh trưởng đi đứng thế nào mà phái đoàn Tổng thống đến một con đường rất xấu và cụt lối. Tổng thống Diệm đang vui, bỗng nổi lôi đình. Xe hơi cả đoàn kiếm chỗ lui xe cả tiếng đồng hồ. Tổng thống Diệm quát trong xe. Nó làm tỉnh trưởng mà không biết cả địa phương mình, như rứa có giận không hỉ? Đồ ăn hại cho mập xác. Ông tỉnh trưởng có ngờ đâu địa phương hẻo lánh này Tổng thống dám đến. Ông tỉnh trưởng tại vị đã lâu, có bao giờ ông đặt chân đến đây đâu. Tổng thống Diệm quan niệm ông tỉnh mà không bao quát dân địa phương, không biết được địa hình địa dư của tỉnh thì làm tỉnh trưởng sao được. Sau cuộc kinh lý này về đến Sài Gòn, Tổng thống ra lệnh cách chức tỉnh trưởng. Tổng thống Diệm đưa hồ sơ của ông tỉnh trưởng Phước Tuy ra xét lại, gọi an ninh quân đội, nha nhân viên Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Phủ Tổng thống ra lệnh triệu hồi ông tỉnh. Các cơ quan liên hệ trình hồ sơ, nhưng thấy ông tỉnh trưởng Phước Tuy thuộc vào hàng khá, tuy nhiên Tổng thống vẫn cương quyết giữ vững lập trường, cách chức. Chính ông Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần xin xỏ, nhưng Tổng thống từ chối. Bộ trưởng Công Chánh Trần Lê Quang, người mà Tổng thống thương yêu, kính mến trong hàng Bộ trưởng, cũng có vài lời khen ông tỉnh trưởng Phước Tuy, vì ông Trần Lê Quang đã nhiều lần xuống tỉnh này và rõ việc làm của ông tỉnh trưởng này. Chẳng qua các địa phương với con đường làm nghẽn lối phái đoàn Tổng thống kinh lý là Công Chánh địa phương đang dự định khai phá. Tổng thống Diệm cho đó là ngụy biện. Ông tỉnh trưởng không mấy chú tâm đến các thôn ấp nghèo khổ hẻo lánh. Làm tỉnh trưởng không phải phì ra
mà phải nắm từng con đường, từng thôn xóm, ở đâu cũng phải biết mới lo cho dân được. May thay lúc đó đức cha Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long lên, thấy Tổng thống nóng giận mặt đỏ gay, đức cha hỏi nguyên do, Tổng thống Diệm nói hết với đức cha cho hả giận. Đức cha luôn tiện đọc hồ sơ của ông tỉnh trưởng, đức cha thấy tốt nên đề nghị khiển trách là nặng rồi, tái phạm thì cách chức, không lấy làm muộn. Tổng thống Diệm nghe đức cha nói thế đã bắt đầu siêu lòng. Đức cha nói với Tổng thống, thôi đừng giận tội nghiệp nó, ai làm việc mà không sơ suất. Nó dẫn Tổng thống vào đường cụt, chắc bây giờ lo lắng bấn đến ruột rồi. Nó làm được việc, bây giờ hối tiếc nữa thì càng được việc hơn. Thế là ông tỉnh trưởng khỏi mất chức do lời nói của đức cha. Chỉ có đức cha, Tổng thống Diệm không giận nữa mà còn nghe lời. Quyền lực của đức cha rất mạnh đối với người em làm Tổng thống. Tổng thống Ngô Đình Diệm, quyền lực của chế độ. Bên ngoài dân chúng, bộ trưởng, tướng lĩnh nhìn thấy đức cha Ngô Đình Thục gói ghém kín đáo quyền lực đó trong dung dịch đời và tu hành. Cho nên mấy ai phân tích rõ rệt được đức cha đang thị uy hay thoát ra khỏi trọng tâm của kẻ chú trọng phần linh hồn. Quyền lực của Tổng thống Diệm bị đức cha lôi cuốn về đức tin tuyệt đối của một vị Tổng thống sẵn có. Cho nên đức cha đã nói Tổng thống Diệm đều nghe lọt tai hữu lý. Riêng về việc khai thác gỗ ở Định Quán, Long Khánh, biết bao nhiêu người, đoàn thể xin Tổng thống Diệm đều từ chối. Đức cha viện lẽ giúp đỡ Hội Việt Nam viện trợ cao đẳng giáo dục, một số tiền lớn gây dựng cơ sở. Tổng thống Diệm nghe đến giáo dục mở mang dân trí, bằng lòng lắm. Theo những người hiểu chuyện về vụ khai thác gỗ rừng số 428 Định Quán, Long Khánh, đến năm 1961 gặp rắc rối. Việt Cộng ngăn chặn, không cho người của đức cha vào rừng. Lúc tôi vào làm việc với Tổng thống Diệm 1961 là thời gian đức cha và bà Ngô Đình Nhu ra lệnh bọn khai thác gỗ cứ việc đóng một số thuế cho Việt Cộng để công việc làm ăn được trôi chảy. Như thế khu rừng gỗ của đức cha Thục không đóng thuế cho chính phủ mà lại đóng thuế cho Việt Cộng. Từ đó công việc làm ăn gỗ ở Định Quán đức cha không nhờ vả quân đội giữ an ninh nữa. Trong thời gian này tình hình chiến tranh sôi sục lắm rồi. Bọn người được đức cha giao cho việc khai thác gỗ trở nên giàu có. Chúng nó nói rằng gặp Việt Cộng hàng ngày, vui vẻ lắm, không việc gì đáng lo, vì đóng thuế rất sòng phẳng. Tuy nhiên tôi không hiểu đóng thuế như thế nào bao nhiêu. Số gỗ trở về nhiều lắm, xe xúc không ngày nào dừng bánh nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, những người chuyên sống, nghề gỗ rất đỗi ngạc nhiên. Họ được chính phủ cho khai thác những vùng, không lấy gì làm đẹp, gỗ tốt lại ít. Việt Cộng quấy nhiễu nên có người giải nghệ vì phải đóng thuế nặng. Thế mà đức cha Thục với bộ hạ vẫn đốn gỗ tốt hàng ngày, lập trại ngay trong rừng, cơ sở càng ngày càng lớn. Khi vỡ lẽ ra thì bọn đằng dưới đức cha tiếp xúc với Việt Cộng rất thân và đóng thuế với một số tiền vượt mức cho hàng ngàn mét khối gỗ. Cố nhiên trong những số tiền kinh tài to lớn như thế này, đức cha Thục không thể nào biết hết, bọn tay dưới thủ đoạn xén bớt rất nhiều. Một số tiền đức cha cho Tổng thống Diệm biết là giúp đỡ cho Viện Đại học Đà Lạt và Hội Việt Nam viện trợ cao đẳng giáo dục. Chắc rằng việc này có thật sự, nên Tổng thống Diệm không lấy đó làm điều trở ngại đối với quần chúng. Đến cuối năm 1962, Tổng thống Diệm bắt đầu bực mình về công việc khai thác gỗ của đức cha. Tổng thống Diệm đã có lần xin đức cha dừng lại, giao cho dân làm. Đức cha giận Tổng thống, không nói năng gì cả, bỏ về Vĩnh Long rồi ra thẳng Huế. Chuyện này đức cha nói lại với cậu Cẩn, vì thế cậu Cẩn đêm ngày lo lắng Tổng thống Diệm bất thần, không cho cậu Cẩn độc quyền ở Quảng Ngãi thì bực mình lắm. Từ lúc đức cha trở về Huế, rừng gỗ trao trọn quyền cho bà Nhu. Về chung, đức cha hợp tác với cậu Cẩn cùng Hoàng Trọng Bá, kinh tài về nhà cửa đất đai. Cho nên chẳng bao lâu, mấy ngôi nhà đồ sộ được cất lên ở Quy Nhơn và Nha Trang, cho ngoại kiều mướn hàng năm. Tiền bạc của đức cha thâu vào rất nhiều. Đức cha với cậu Cẩn cho Tổng thống Diệm biết là tiền đó bỏ vào quỹ nhà thờ phong trào cách mạng quốc gia Trung Việt. Tôi thấy có lần Tổng thống Diệm rất khổ tâm. Tổng thống Diệm buồn hay giận rất dễ biết. Một hôm tôi thấy Tổng thống Diệm đọc báo, ít khi ông xem báo. Tổng thống thấy những tin lường gạt, Tổng thống nói một mình rứa đó. Tôi nghe vậy lảng tránh như không nghe thấy. Tôi đã viết một phần nhỏ về cá tính của Tổng thống Diệm đọc báo là khi nào Tổng thống rỗi rảnh lắm và có lẽ không thích nữa là đằng khác. Tổng thống đọc những cuốn sách mẫu
nói về đồng hồ và máy ảnh. Tổng thống chăm chú xem những hình vẽ, cách sử dụng như nhà chuyên môn nghiên cứu. Tổng thống Diệm không mấy chú trọng về tiền bạc, đức tin thượng đế như đổ dồn vào người anh cả. Tổng thống Diệm lấy đó làm mẫu, vì thế hai chữ xưng tụng đức cha ăn sâu, cung kính vô biên với đức cha Ngô Đình Thục. Tổng thống Diệm làm chính trị trong đạo giáo dựa vào đức tin làm cứu cánh cầu xin. Đức cha Thục là hình ảnh đó, cho nên tổng thống sợ xúc phạm sẽ làm tan nát sự cầu nguyện. Tổng thống Diệm khác với ông Ngô Đình Nhu về điểm này. Ông Nhu cũng ngoan đạo nhưng ông không quan trọng hóa vấn đề đức tin. Đức cha Ngô Đình Thục đối với ông Nhu là một người anh, một đức cha và cuối cùng là một con người như trăm nghìn con người ở thế gian này. Ông Ngô Đình Nhu xưng hô với đức cha Thục tùy theo cảm hứng. Khi thì gọi bằng anh, khi thì gọi bằng đức cha. Tôi cho rằng ông Ngô Đình Nhu thực tế cuộc đời. Sự cư xử giữa người và người, giữa anh và em, giữa con chiên và đức cha, ông Ngô Đình Nhu xếp đặt đúng lúc, đúng chỗ. Thái độ của Tổng thống Diệm làm cho đức cha nghĩ mình là người đại diện Thiên Chúa đối với Tổng thống. Dưới chế độ Tổng thống Ngô Đình Diệm, không phải sứ đạo Thiên Chúa nào cũng ủng hộ cả. Vì ngay cả Đức Khâm Mạng Tòa Thánh Vatican ở Sài Gòn một đôi lúc khuyến cáo Tổng thống Diệm, tuy nhiên Tổng thống lờ đi. Nếu nói một cách phũ phàng, thì Tổng thống Diệm là người nể Đức Cha Thục quá mức. Đức Cha Thục đã góp phần vào việc đưa đẩy Tổng thống Diệm đến nơi an nghỉ cuối cùng của một vị Tổng thống quên mình cho việc nước. Viết một vài nguyên nhân nhỏ, một vài sai lầm không đáng chi, cuối cùng chỉ dẫn dắt vào cái chết của một con người thường tình phải có, song chết một cách vô lý, mờ ám của một vị Tổng thống, đó là điều đáng tiếc. Đức cha Thục, một trong những người trong dòng họ quyền quý Ngô Đình, làm cho cán cân thiên lệch tôn giáo, làm cho những người ủng hộ chế độ xa dần chế độ, nhưng đó không phải là nguyên nhân thúc đẩy người cầm súng bắn vào đầu vị Tổng thống. Chết là hết, quên đi hận thù. Tại sao hội đồng tướng lãnh cách mạng ra thông cáo là Tổng thống Diệm tự tử? Như thế là làm cách mạng còn sợ đến người chết ư? Tôi tùy viên cho Tổng thống Diệm, tình cảm giữa người và nhiệm vụ một cấp sĩ quan nhỏ bé, tôi phải hoàn toàn nói lên nỗi lòng đối với một vị Tổng thống mà tôi theo chân ròng rã 2 năm. Có thể tôi đang nghĩ một chiều, tôi không làm chính trị, chỉ là một sĩ quan thuần túy, nhưng tình cảm sâu xa, một sự kính nể, trọng vọng vô bờ bến. Tổng thống Diệm ra người thiên cổ, tôi tự thề trong lòng, cái nghề làm tùy viên cho một Tổng thống khác, tôi không bao giờ ao ước nữa. Tôi trở lại không quân để trốn dĩ vãng. Dĩ vãng bên cạnh Tổng thống Diệm huy hoàng nhất đời tôi. Tuy thế tôi không dám nhớ lại. Càng nhớ lòng tôi thêm khắc khoải nhớ đến Tổng thống. Nhất là cái chết lạ lùng bất chợt, đau đớn, không thể lường được. Trong những giờ phút ở nhà Mã Tuyên, nhà thờ Cha Tam, tôi không nghĩ rằng ngày mai mặt trời lên là đoạn đời cuối cùng của Tổng thống Diệm. Bên cạnh Tổng thống trong đêm ấy, Tổng thống nhắc nhở nhiều về tướng Khánh, tướng Huỳnh Văn Cao, tướng Đỗ Cao Trí, cho nên khi tướng Khánh chỉnh lý Hội đồng Quân nhân Cách mạng, tôi mừng thầm. Tôi mong ước có dịp gặp tướng Khánh để nói lên nỗi lòng của Tổng thống trong đêm 1 tháng 11, 63. Nhưng bánh xe lịch sử đã xoay vần, tướng Nguyễn Khánh như quên chế độ Ngô Đình Diệm mất rồi. Tôi tuyệt vọng và những lời của Tổng thống nhắn tướng Khánh âm vang trong lòng tôi. Các bạn vừa nghe xong phần 4, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 5.